Mình xin chào các bạn. Hôm nay lớp chúng mình sẽ chơi một trò chơi, đó là trò chơi vẽ cuối học chữ. Và trên tay cô đây là có những chữ cái cô đã in sẵn rồi. Và đây là que kem. Và bây giờ cô sẽ xếp những que kem này thành những cái chữ mà cô đã có sẵn. Và bây giờ cô sẽ xếp thành chữ L nha. Và đây là chữ gì? Chữ V. Rồi, cô đã xếp xong hai chữ, đó là chữ L và chữ V. Và bây giờ cô cùng mời các bạn cùng thực hiện với cô nha. Bờ áp phát sát bắp, cải bắp cải.
trước bờ. Em học luật áp, ô đứng trước bờ, mở mắt nặng.